Đây là một cái ly có tính chất thực cao, chất thực đến từng cái mụn luôn. Nhìn cái gì? Khúc thấy ai dậy sáng 6:30 à? Chào buổi sáng các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 và theo như thông báo trường mình thì chúng mình sẽ quay trở lại trường học. Và mình rất mong ngóng được đến trường, được gặp thầy cô và bạn bè. Trời ơi, lâu lắm rồi, phải khoảng tầm mấy tháng nhỉ? 3-4 tháng à. Nhưng mà rất tiếc các bạn ạ, hôm qua mình nhận được thông báo là sáng nay bọn mình được nghỉ học. Bình thường thì người ta sẽ uống cà phê các bạn ạ, nhưng mà mình là một đứa kéo thể uống được cà phê luôn. Thề mỗi lần mình uống cà phê xong là mình kiểu bị say, xong mình kiểu đầu óc kiểu quay cuồng. Các bạn say rượu rồi các bạn biết nó sẽ hơi chóng mặt, xong rồi kiểu lâng lâng ấy, người mình như đang ở cái trên trời ấy đấy, kiểu mình sẽ bị như thế. Thế là mình sẽ không bảo mình uống cà phê đâu. Nhớ nhá, nếu mà giả sử sinh nhật mình hay gì thì đừng có bao giờ tặng cà phê đấy, hay là mấy cái chất kiểu liên quan đến cà phê nhá. Tặng giày dép quần áo hay gì cũng được. Mình không phải là mình nhắc khéo các bạn đâu, nhưng mà cũng chẳng bao lâu nữa mà đến sinh nhật mình đâu. Không bao lâu nữa đâu. Thay vì chỉ lướt Facebook ấy thì mình nghĩ là các bạn cần làm những cái gì đó nó hữu ích hơn, thiết thực hơn. Ví dụ như việc các bạn lướt YouTube chẳng hạn. Này, để mình xem YouTube dạo này có gì hot không nhá. Ui, tốn 120 đô để review khách sạn 5 sao cực sang chảnh ở Hà Nội. Ui dồi, thế này phải vào xem gấp nhờ. Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của Yến. Và hôm nay mình đang ở một nơi rất là đặc biệt các bạn ạ. Các bạn có đoán được mình đang ở đâu? Ai chà, mặt mũi cũng được phết nhở. Không lên nỗi đâu. Để mình xem nó như thế nào nhá. Ui, nó còn làm MV các bạn ạ. Nó còn làm MV luôn. Sợ rằng em biết anh còn yêu em. Ui, 2 tuần 18.000 lượt xem. Đỉnh phết nhở. Cũng ra gì phết đấy. Thế đéo nào quen toán trai xinh gái đẹp thế này. Được, mình sẽ subscribe cho nó. Bật chuông để nhận thông báo luôn. Để xem là sau này nó có nổi tiếng hay không. Biết đâu theo dõi nó dài dài xong rồi nó nổi tiếng, mình lại kéo được tí fame các bạn nhỉ. Hẹn các bạn sau một tí nữa. Three hours later. Thì quái nào đã hơn 12 giờ rồi. Mình có nên đi đánh răng tiếp nhỉ? Đeo thêm một chiếc đồng hồ như thế này để còn đếm giờ còn đi về các bạn ạ. Mình thật ra là đến năm 3 rồi, mình cũng không phải là một đứa còn chăm học nữa, lười lắm.
là chỉ có mình mong ngóng đến nước hay sao các bạn ạ. Chưa rồi. Ê, chào cái, gớp lại lên vlog của anh ơi. Anh ơi, lại lên vlog anh ơi. Ơ, không chào cả. Đi ra ngoài cửa đi lại nào. Sao tự dưng nhìn góc này nó lại xinh thế nhỉ? Mỗi tội là tóc hơi ngu, sắp tới sẽ nhuộm màu khác. Thank you. Một phần không hẳn là ấy giờ đâu, mà là kem chống nắng. Bóng là kem chống nắng. Đi học các bạn nhớ bôi kem chống nắng nhé. Của hãng nào thì xong rồi mình sẽ review sau. Sức phỏng vấn cái. Động lực nào khiến chị cắt tóc như thế? Thằng Ngân. Tiền, tốn tiền rồi đâu. Vỗ tay. Mày nhuộm tóc à? Vẫn còn, vẫn xinh. Đỉnh núi. Một cách trực quan luôn là đã lên đỉnh núi thật. Thực là tôi thấy hoang mang ấy. Ở xã hội này chỉ có những cái có hai loại giàu, nhất là những cái thằng giả nghèo, thứ hai là những cái đứa mà bỏ tiền ra để làm vlog. Đấy, khá nhất nó bắt đầu chuyển sang cái hồi sau. Chiến đi review. Ui dồi ôi, quý hóa quá. Khiếp quá cơ. Chúc cậu sống được 1.000 đâu 100.000 sắp nhá. Sắp được 1 sắp rồi. Bình hạnh quá, bình hạnh quá trời ạ. Con kia được quay cái gì vậy? Bình hạnh quá. Nào đây là làm kiểu ảnh chụp với chiến đi review. Chiến đi review nào. Đủ má mày. Trời ơi. Mình về đúng lúc tắc đường các bạn ạ. Tầm gần 6 giờ. Eo ơi, đường tắc trong một xe buýt nó đông đông dã man đấy. Nóng thật sự luôn ấy. Tạm dừng clip hôm nay sẽ dừng lại đây nhá. Hẹn các bạn vào 7 tháng sau. Bye bye.